Ba Khía. Anh Lịch này á, sao dạo này gọi điện mà anh không có bắt máy, mà cũng không chịu gọi về cho mình nữa. Không biết ở trọ anh có chuyện gì không nữa. Chắc giờ này anh cũng chưa ngủ đâu. Để gọi lại thử coi. Anh nghe nè. Anh Lịch hả? Trời ơi, anh làm cái gì vậy? Mà bữa giờ em điện thoại cho anh hoài à, mà anh không chịu bắt máy nữa. Anh đang có chút chuyện. Ủa mà em gọi cho anh có chuyện gì không? Dạ, thì tại lâu quá không thấy anh gọi về cho nên. Hụt mẹ. Dạ. Hay là tụi mình chia tay nha. Anh thấy là tụi mình không hợp với nhau đâu. Hả? Anh nói gì vậy? Ủa sao tự nhiên chia tay? Bộ em có làm gì sai hả? Nếu như mà em có làm gì sai cho em xin lỗi nha. Em Út mén à, em không làm gì sai hết. Tại anh chỉ cảm thấy là tụi mình không hề có tương lai. Bây giờ anh đã thấy nha, anh chỉ muốn tập trung lo cho sự nghiệp của mình, không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm nữa. Thật sự là anh cũng không muốn em phải phí tuổi thanh xuân để mà đợi anh. Không sao. Em đợi anh được. Anh cứ việc đi làm đi. Em ở dưới này em đợi anh, không có sao hết á. Anh nói mà em không hiểu hả? Thật sự giữa anh và em sẽ không bao giờ có kết thúc đẹp. Bây giờ em đừng làm anh khó xử nữa, có được hay không? Bây giờ em cứ tìm người phù hợp cho em đi. Vậy nha, anh xin lỗi. Anh ơi, anh lên. Thà là dứt khoát với Út Mén, như vậy sẽ tốt hơn. Tuy là có hơi tội nghiệp, nhưng mà mình cũng không còn cách nào khác. Bây giờ mình chỉ muốn tập trung để theo đuổi Trinh. Gì mà ở ngoài kia có tiếng gì như tiếng khóc á? Khóc lóc ở đâu đây mà nói sàng ngủ rồi đó, tiếng khóc đó. Mời có đám mà tôi sợ quá. Mời có đám mà sao giờ này người ta làm heo vậy? Giờ này mới có một giờ mà làm heo cái gì? Nó coi thử coi. Có khi nào có ma không? Ma có gì, bậy tùm bạ. Nếu không có ma thì ông đi ra đi. Đi đi mà. Có ma thì có ma, làm gì phải sợ. Bà đi ra đi. Sợ lắm. Nói rồi mà, có cái gì đâu mà sợ. Đàn bà ra ngoài đi. Ôi, tôi có dám ra. Ôi, ông. Hai vợ chồng cùng đi, sống chết với con quỷ này một trận rồi. Cái gì không biết nữa. Tôi sợ quá. Ông chờ tôi đi với cối. Trời ơi, đôi dép tôi đâu rồi mất nữa. Đi. Trời, cái gì vậy? Con quỷ mén đi. Con mén chứ ai. Mày làm gì vậy? Mày làm gì nữa đây mày như chó tù à? Hả?
Trời ơi, cái gì vậy con? Cái gì mà nửa đêm con khóc dữ vậy? Má ơi. Cái gì? Ơi, anh Lệch anh bỏ con rồi. Thằng Lệch nó bỏ mày rồi. Trời ơi. Im. Mày câm miệng. Cái đó là cái chuyện tình cảm thôi. Tao làm như hạ rộng động quan gì nữa đem gà gái cũng không cho ai ngủ. Làm hết hồn à? Mà tại sao nó bỏ con? Anh nói con nhà anh không có tương lai. Anh kêu con là kiếm người khác đi, chứ đừng có chờ anh nữa. Đưa cái điện thoại đây, để tao gọi cho nó, để tao hỏi nó tại sao. Dẹp đi, gọi cho Mang Nhục hả chị? Mang Nhục gì? Để tôi hỏi nó tại sao mà nó bỏ con mé. Rồi cái thứ gì mà có trăng quên đèn là sao? Bây giờ nó thích bỏ thì nó bỏ. Nếu muốn nó bỏ, muốn chia tay thì thiếu cha gì lý do. Đi điện chi? Nhưng mà tôi phải chửi nó một trận tôi mới hả dạ. Bà giải quyết được gì không hả? Bà ha, là bà chửi nó xong xuôi á, bây giờ nó đã bỏ con này được là nó đã coi cái nhà này không ra gì rồi. Nó chửi ngược lại bà, phải bà người lớn bà Mang Nhục không hả? Chứ con ông làm gì? Má ơi, con bé tí nói đúng á, con muốn người ta coi thường nhà mình đâu. Im. Tao xỏ cái chỗ lông gà cho trong họng mày nghe nghe. Lựa cũng mày, chọn cũng mày mà. Đi vô ngủ. Đi vô ngủ đi con, đi. Mày khóc nửa đêm nửa hôm mà mày tru mày tréo làm tao sợ muốn chết luôn vậy đó.